Hiện tại, Vương Nhất Bác đã tới Nhật Bản. Một đội quân áo đen đã chờ sẵn anh ấy tại sân bay, bao gồm đại diện Chanel và vệ sĩ, chờ đón Vương Nhất Bác tại sân bay Haneda. Ngoài ra, rất nhiều người hâm mộ Vương Nhất Bác tại Nhật Bản đã có mặt từ sớm với băng rôn biểu ngữ để chào đến anh ấy tới Tokyo, Nhật Bản an toàn. Ngày mai người hâm mộ sẽ được gặp thiếu gia Chanel, đẹp trai và cool ngầu tại sự kiện. Đã 4 năm kể từ bài đăng đầu tiên trên Instagram của Vương Nhất Bác với một bức ảnh đến từ Nhật Bản. Anh ấy đã hạ cánh an toàn ở Nhật Bản một lần nữa vào năm 2023. Một hành trình trở lại sau 4 năm đối với anh ấy sẽ như thế nào? Chào mừng Vương Nhất Bác đến Nhật Bản. Khác với dáng vẻ tại sân bay Bắc Kinh, ở sân bay Haneda, Nhật Bản, Vương Nhất Bác khoác ngoài áo sơ mi dài tay màu xanh, bên trong anh mặc áo thun Chanel màu trắng. Tại sân bay bên phía Nhật Bản, Vương Nhất Bác có hành lang riêng và anh ấy di chuyển thoải mái hơn. Chanel đã cử một đội quân hùng hậu với đồng phục áo đen cool ngầu đi đón Vương Nhất Bác tại sân bay. Cảm ơn Chanel đã có sự chuẩn bị chu đáo như vậy. Có lẽ, những trở ngại trong chuyến đi Los Angeles lần trước đã khiến Chanel có sự chuẩn bị mới để tránh lặp lại tình trạng tắc nghẽn cho người đại diện của họ. Vào ngày mai, bạn đã sẵn sàng chào đón vương tử của Chanel, anh chàng cool quý Vương Nhất Bác chưa? Đừng quên liên tục ghé thăm tại kênh để cập nhật tin tức về thần tượng của bạn nhé!